Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 23 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ là mây thay đổi. Ngày thì trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 15 đến 33 độ. Cụ thể, khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Dự báo trong ngày mai tại khu vực này sẽ có nhiều mây, trời nắng gián đoạn, vẫn có khả năng có mưa dông vào chiều tối, có nơi có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực các huyện phía Đông của tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, khả năng sẽ không có mưa trên diện rộng, tuy nhiên sẽ có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Qua ngày mai thì trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Khu vực các huyện phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đây là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh với nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Thưa quý vị, trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, và Việt Nam đã ký hiệp định CPTPP. Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng có nhiều cơ hội, song cũng có nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp tạo thế mạnh riêng cho nông nghiệp hội nhập và phát triển. Trong đó, việc phát triển chuỗi liên kết sản xuất an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngày sau đây, mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình liên kết đa chiều của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.